Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bỏ lọt tội của cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tô Đại coi chừng vỡ mồm. Liên quan vụ án Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng đã bị xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Công luận đặt câu hỏi, vì sao Bộ Công an không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Dũng mà chỉ kiến nghị xử lý nghiêm về hành chính? Và đây là hình lý do ông Trần Văn Dũng không bị xử lý hình sự. Việt Nam Net ngày 27 tháng 2 đưa tin, lý do cựu chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước Trần Văn Dũng không bị xử lý hình sự. Bản tin cho biết, liên quan vụ án Trịnh Văn Quyết năm 2022, ông Trần Văn Dũng đã bị xác định là có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Dũng đã bị kỷ luật bằng hình thức, cách chức chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước. Theo kết luận điều tra, vào ngày 23 tháng 8 năm 2016, ông Trần Văn Dũng đã ký ban hành quyết định chấp thuận niêm yết 430 triệu cổ phiếu, hình thành từ vốn góp khống của công ty Faros. Tại cơ quan điều tra, ông Dũng khai nhận toàn bộ quá trình thực hiện hành vi phạm tội của mình. Xong, cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Dũng chỉ là có dấu hiệu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hành vi này đã được sự chấp thuận của các thành viên hội đồng niêm yết và được thông quan trong nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Theo đó, ông Dũng đã không kiểm tra lại trước khi ký quyết định chấp thuận niêm yết 430 triệu cổ phiếu AOS tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung lại nhằm đảm bảo việc truy tố. Ngày 25 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 4 bị can là lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 3 cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì giúp Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng. Và đây là hình của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng. Tuy nhiên, việc cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Văn Dũng Điều này đã khiến công luận nghi ngờ về việc ông Dũng có dùng tiền để chạy án hay không. Chạy án một chuyện rất phổ biến là căn bệnh trầm kha trong ngành tư pháp Việt Nam, gây ra tình trạng công lý luôn bị bẻ cong, đổi trắng thay đen là một thực tế không thể chối bỏ. Đó là lý do vì sao dư luận từ lâu vẫn cho rằng việc chạy án ở Việt Nam đã trở thành một hệ thống có tổ chức với sự cấu kết, những thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp. Đó là nguyên nhân vì sao ở Việt Nam hiện nay, bất cứ án gì ở mức độ nào, nếu có tiền thì đều lo được hết, kể cả án tử hình. Theo đó, toàn bộ quá trình chạy án đã có sự thống nhất chung giữa lãnh đạo các cơ quan tham gia tố tụng. Cụ thể như sau: công an, viện kiểm sát, tòa án. Đặc biệt đối với các vụ án lớn, nghiêm trọng, nếu có một thế lực lớn đứng đằng sau sai khiến thì khi đó sức mạnh của hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước được huy động hết công sức để hóa giải mọi vấn đề. Đó cũng là lý do vì sao Trâm xã hội đen năm cam đã nói một câu nói để đợi. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền. Một cựu lãnh đạo ngành tư pháp ở Đà Nẵng đã nghỉ hưu nói với Thời báo chấm đề với điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh, cho biết rằng chạy án thì có hai loại, chạy án hình sự và án dân sự. Nói thật, cả án chính trị cũng chạy được, án nào cũng chạy được tử hình xuống chung thân có khó gì đâu. Chưa kể đến nó mua người để thay người bị tử hình, chuyện này nó giết xét lắm. Ở Việt Nam có những chuyện mà ta không thể hiểu nổi. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm. Có một chi tiết rất quan trọng, đó là sau khi kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01, Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để ban hành cáo trạng truy tố, thì bất ngờ ông Trịnh Văn Quyết đã phản cùng không thừa nhận những lời khai trước đó. Đồng thời, ông Quyết còn khai ra một danh sách tất cả các quan chức lãnh đạo cấp cao đã nhận hối lộ từ Trịnh Văn Quyết. Theo giới phân tích, chuyện chạy án trong các đại án ở Việt Nam là một tình trạng hết sức phổ biến với sự tiếp xúc của cơ quan cảnh sát điều tra C01, C03 là điều thường ngày ở huyện. Đó là lý do vì sao ở Việt Nam dư luận cho rằng không chỉ có tình trạng cứ bắt là có tội cứ ra tòa là có án, mà còn có chuyện hễ có tiền để chạy án là sẽ thoát tội. Quý vị đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Bỏ lọt tội của cựu chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước, Tô Đại coi chừng vỡ mầm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dựa vào bán đất hay tài sản công không giúp cho việc phát triển bền vững. Ngày 20 tháng 2, BBC tiếng Việt đăng bài Ngày 20 tháng 2, BBC tiếng Việt đăng bài bình luận để phát triển nhanh và bền vững, đừng dựa vào bán đất hay tài sản công của luật sư Ngô Ngọc Trai. Tác giả đề cập đến ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, để phát triển nhanh và bền vững thì phải dựa vào dân, thay vì bán đất hay tài sản công, khi trả lời phỏng vấn của báo chí dịp Tết vừa qua. Tác giả nhắc lại những bất cập về chính sách đất đai hiện nay. Ví dụ, bất động sản, đất nền phục vụ chủ yếu cho hoạt động đầu cơ, làm trầm trọng thêm tình trạng giao bán khi chưa đủ điều kiện cấp phép, thổi giá, đẩy giá lùa gà trong bất động sản dẫn đến nhiều vụ án trong thời gian qua. Tác giả kiến nghị rằng pháp luật nên bãi bỏ loại hình sản phẩm đất nền. Và đây là hình bài trên BBC. Tuy nhiên, tác giả nhận ra nhiều địa phương coi trọng nguồn thu từ đất đai và muốn triển khai các dự án đất nền để tạo nguồn thu cho ngân sách. Thực tế này sẽ là một trở ngại cho việc bãi bỏ loại hình đất nền. Nhưng qua bài trả lời phỏng vấn của ông Đinh Tiến Dũng, tác giả thấy được lối ra cho vấn đề và hy vọng rằng đây cũng sẽ là quan điểm của nhiều lãnh đạo nhà nước. Tác giả tin là đóng góp nguồn thu từ đất nền không nhiều và xu hướng là sẽ giảm bởi lẽ cùng với sự phát triển kinh tế thì nguồn thu từ các hoạt động kinh tế khác như đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu hay thị trường xuất khẩu nông sản sẽ tăng lên. Thực tế nhiều sản phẩm đất nền không đưa tới các hoạt động xây dựng cho nên hầu như không tạo ra tác động góp phần tăng trưởng cho các nhà máy sản xuất xi măng, sắt thép hay nhân công lao động. Và đây là hình một dự án đất nền bị bỏ hoang nhiều năm. Mặt khác, tác giả phân tích bất động sản đất nền chứa đựng tích tụ trong đó hầu hết những điểm bất cập, lạc hậu của cơ chế chính sách về đất đai, ví như thẩm quyền thu hồi đất của người dân, rồi giao cho doanh nghiệp. Bất động sản đất nền cũng dựa vào bất cập về khung giá đất, trong đó việc thu hồi, đền bù cho người dân với giá thấp nhưng sau đó, chỉ sang lắp mặt bằng rồi lại bán với giá đất ở theo giá cao. Dự án đất nền cũng tìm kiếm lợi nhuận từ cơ chế xin cho trong việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Sự thay đổi giá trị tài sản của đất đai theo đó không dựa vào các hoạt động sản xuất thực chất mà chỉ là sự thay đổi trong cơ chế quản lý hành chính. Do đó theo tác giả, doanh nghiệp làm dự án đất nền dựa nhiều vào quyền lực hành chính công. Tác giả dẫn quan điểm từ cuốn tại sao các quốc gia thất bại. Theo đó, xã hội là người phát triển dựa vào hai thể chế kinh tế, chiếm đoạt hay khai thác và dung hợp. Các quốc gia thành công đều dựa vào thể chế kinh tế dung hợp. Và đây là hình bất cập trong chính sách đất đai đã tạo ra thành phần dân oan. Ở Việt Nam, nhà nước đã phát triển kinh tế thị trường và xây dựng thể chế ngày càng theo hướng dung hợp nhưng tốc độ tiến bộ, không phải lúc nào cũng đồng đều giữa các lĩnh vực Tuy nhiên, thể chế khai thác vẫn tồn tại mà lĩnh vực đất đai là điển hình và loại hình dự án đất nền khiến vấn đề càng trở nên nổi cộm. Tác giả bình luận, các chuyên gia kinh tế ở Việt Nam có lẽ cũng đã đồng ý với nhau rằng một quyền sở hữu tư nhân vững chắc sẽ là nền tảng phát triển cho kinh tế thị trường. Điều này có lẽ cũng đã đạt được đồng thuận nhận thức chung ở đông đảo các doanh nhân và những người làm kinh tế. Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh, một quyền sở hữu mạnh sẽ không thể đạt được khi mà vẫn tồn tại các quy định cho phép việc khai thác tài sản, khiến cho quyền sở hữu tư nhân yếu và lỏng lẻo. Bởi vậy, tác giả kết luận, việc bãi bỏ loại hình sản phẩm đất nền vừa giải quyết những bất cập trong thực tế hiện nay, vừa là việc làm có ý nghĩa trong dài hạn về củng cố quyền tư hữu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dựa vào bán đất hay tài sản công không giúp cho việc phát triển bền vững. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.